Wow, đố mọi người biết hôm nay tôi làm món gì không? Hôm nay tôi sẽ làm viên nước uống ăn được. Để làm được cái món này á là mình phải cần hai nguyên liệu, đó là canxi lactat và chiết xuất tảo biển. Hai cái nguyên liệu này nó hơi khó tìm nhưng mà tôi đã tìm được rồi. Nay tôi sẽ làm hai vị, đó là mirinda kem và tiên dâu. Bước 1, cho nước ngọt ra tô và bảo khoảng nửa muỗng chiết xuất tảo biển vô. Kế đến là mình sẽ khuấy đều lên, nhưng mà rất tiếc đó là khuấy bằng tay nó sẽ bị phóng cục nha. Nhanh trí bỏ vô máy xay sinh tố xay liền. Sau khi xay nó sẽ ra thành phẩm như vậy. Bước 2, lấy một cái tô khác cho 200ml nước vô, rồi bỏ một muỗng canxi lactat vào và khuấy đều lên. Tới bước này mọi người sẽ thấy hiện tượng xảy ra. Khi bỏ nước ngọt vào tô canxi lactat á thì nó sẽ tạo một cái lớp màng bọc cho nước ngọt. Lần đầu tôi làm thì hơi thất bại, nhưng mà hai lần sau á thì khá là thành công, ok la nha. Đây, viên nước ngọt uống được của mọi người đây. Sao tôi nhìn cái này nó giống như cái bong bóng nước mà hồi nhỏ tôi hay chơi ghê á. Đến phiên bản màu đỏ thì tôi cũng làm tương tự như vậy luôn, nhưng mà sau cái lần này thì tôi thấy nó hơi kỳ kỳ. Không biết là có bị cứng cái khúc nào không, nhưng mà mấy cái cục bong bóng á nó ra cái hình kỳ quá. Nó không có tròn như cái cục màu xanh mà nó giống như cái bao tử heo vậy đó. Giờ tới cái thời khắc quan trọng nè. Cắn như một cái vị nó lợ lợ kỳ lắm mọi người ơi. Nước ngọt nó cũng hết ga luôn. Theo tôi thấy làm chơi thì được chứ ăn nó không ngon.